Ok, chào mừng bạn đã quay trở lại với cộng đồng phát triển chiều cao của Thanh Nguyên con. Thì mình là chủ tịch. Thì á, đầu tiên á, mình có một cái khóa học online, nếu bạn nào muốn thuê mình làm huấn luyện viên cá nhân á, thì hãy kích vào phía dưới phần link mô tả để liên hệ với cái fanpage của mình nha. Thì á, hôm nay mình sẽ thực hiện bạn những cái bài vocal cardio level 6. Thì mình đã làm được 5 level rồi. Thì từ level 1 đến level 5 á, nếu mà bạn nào chưa tập á, thì bạn hãy tập theo thứ tự nha. Ok, mình sẽ bắt đầu nè. Và bây giờ mình sẽ thực hiện bài đầu tiên là bài khởi động nha. Ok, bắt đầu. Done.
done. Đã xem video đó, bạn cảm thấy hay á, thì hãy bấm like và share ủng hộ cho mình nhé. Thì anh em nào hóng liver 7 á, thì hãy comment bên dưới nha. Ok, tạm biệt bạn. Mệt phải.